Xin chào các cô, các chú, các anh chị. Đây là một cái lỗi để đầu như thế này nhá. Rất là nhiều người dính phải này. Cái trường hợp như đồng hồ tốc độ như này, chúng ta đi ban ngày, chẳng hạn đi ban ngày thì đồng hồ vẫn cứ lên. Chú nhấc giúp cháu cái đầu xe lên cho mọi người xem quay thử. Đây để hướng dẫn cho các mọi người nhấc cháu cái đầu xe. Đấy, bình thường chúng ta đi ban ngày như này, đồng hồ bình thường vẫn lên đúng không? Nhưng chúng ta cứ đến ban đêm là đồng hồ lại không chạy nữa. Thì cái lỗi của nó thì là rất là đơn giản. Đó là một trong các thiết bị bên cạnh của chúng ta, chẳng hạn như trường hợp của chú đây. Thì con này vào đến là mình bắt bệnh luôn. Chú nói chuyện cái là cháu bắt bệnh cho chú luôn, là cháu bảo lỗi của nó là lỗi đèn đúng không? Chắc chắn chú vẫn chưa tin đúng không? Thế là chú đi thử đúng như cái mà mình bắt bệnh. Có nghĩa là một trong các thiết bị khác nó sẽ phá sóng của đồng hồ. Đấy, cứ đến tối là chúng ta bị thì chắc chắn là khi đến tối là các anh chị mới bật đèn lên, chẳng hạn như con này này. Bây giờ bật đèn lên, như trường hợp bây giờ bật đèn như này là chúng ta quay là đồng hồ không có sáng nữa, không có chạy công tơ mét nữa, và chúng ta kiểm tra thay pin các kiểu rồi cô không biết. Thì đây là cái lỗi là lỗi phá sóng của đồng hồ, à đèn. Thì chúng ta phải mua một cái đèn nào khác nó không có bức sóng, nó không phá sóng như này thì mới hết được bệnh. Đấy là cái lỗi thì chúng ta bắt buộc phải thay đèn nhá. Các anh chị em phải thay một cái đèn khác, mua mấy cái đèn tốt tốt một chút thì nó sẽ không phá sóng. Thì hiện nay mình có rất là nhiều đèn có thể có không phá sóng đây. Trong trường hợp đang bật đèn này như này, bật đèn này, con này quay lên thì bó tay rồi. Đấy, quay mạnh mà. À, thì nó không bao giờ lên đâu. Tí nữa mình sẽ làm một bài test thay cái đèn khác vào cho khách hàng, thì khách hàng sẽ cảm nhận được cái những gì mình nói có đúng hay không đúng. Đấy. Cái trường hợp đèn của chú nhấc cái đầu lên cho cháu xem. Đấy, đèn của chú đang bật nhá. Quay không bao giờ lên luôn, thoải mái không bao giờ lên. Chú tắt cái đèn của chú đi. Dương đi ra đây quay bánh xe cho anh. Mà sao xe của chú đang xít phanh hay sao? Mới quay được một tí dừng lại, tí là chỉnh lại cho chú cái phanh này, sát má này, chú nhìn này. Chú nhìn này, nó sát hết má bên trong này. Quay được tí nó dừng. Đây đèn đến đèn của cháu nhá. Cháu bật đèn của cháu lên này. Lên luôn. Chú nhìn này, đèn của cháu dí sát vào đồng hồ chú nhá. Chỉ là cháu để xuống dưới nha. Chú nhìn này. Chú Vẫn nhìn nữa vẫn rồi. chạy không? Ok. Để sát vào chú còn Đúng sát hơn rồi, cả đèn đúng kia rồi. đúng không? Để sát Thế mà bây giờ hơn. cháu bật đèn của chú lên thì Ok. nó lại lăn đùng ra nó chết này. Tuyệt À, bật đèn của chú ra là chết vời. luôn. Chết Đấy, luôn không? ok. Tuyệt Đây vời, đèn của cháu còn tuyệt sáng hơn vời. đèn của Đấy, chú, mà thiên để sát vào là vẫn chạy bình thường thôi, đúng không? nhiên Đây đèn bây giờ phải tắt đèn rồi. của Phải chú tắt đây đèn đi. cho chú đi. Đấy. Đấy, ông cháu giỏi thật. Đúng vậy không? Đúng vậy. Vẫn lên Đấy, được. lên luôn. À, đèn cho sáng lên không? Ok. Thế khâm phục chưa? Phục Chịu mất phục tiền phục chưa? phục phục. Chịu mất tiền Chấp ngay nhận mất nhá. tiền đúng không? Chấp nhận mất tiền để được quả đèn mới đúng không? Hôm Ok chú. nay nó giải quyết được công việc cháu ạ. Vâng. Đi kia mình bật lên xong rồi Đã chả biết bảo ngày hôm nay mình đạp được bao nhiêu cây chứ. đúng rồi, thì chú đến Đấy. nhà cháu chú đọc cái bảo bệnh ngay cho đọc ngay cho bắt ngay bệnh của chú. À, chú bảo chú Năm hôm chú đi lại còn định khoảng độ kỷ 6 7 niệm, giờ đến nhỉ. sợ đồng hồ hỏng định Không, kỷ niệm chú bạn đi. cái đồng hồ, mình Đấy. bảo làm sao mà kỷ niệm, vứt Ok. cái đèn này đi, cái đồng hồ này giá trị hơn cái đèn nhiều, đồng Đúng hồ rồi. cả triệu bạc chứ ít đâu. Ok, cảm ơn mọi người nha. Các cô chú, các anh chị nào gặp tình trạng như vậy thì xử lý luôn. Cảm ơn mọi người.